Em thích cầu thủ nào? Em thích anh Quang Hải ạ. À, hôm qua thành sỏi đấy. Nay em không cầu thủ Kiến Linh nhất. Em biết Đông Nam Á có bao nhiêu nước không? 11 nước. Chính xác, ok chuẩn luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Mình cũng không tìm hiểu kỹ lắm. 11 nước ạ, Đông Timor. Mozambique. Brunei. Mozambique. Mozambique. Cameroon. Vâng. Em biết Đông Nam Á có bao nhiêu nước không? 24 nước ạ. 11 thôi. Vâng, về đây, quay lại, có tiếp. Xấu hổ lắm. Có thể giới thiệu một món đặc sản của đất nước Việt Nam này cho bạn bè có thể. Em là người Thái Bình ấy, đặc sản quê em là bánh cáy. Đặc sản thịt chó. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Bưởi đơn hùng. Bưởi à? Bưởi đơn hùng à? Bưởi gì nữa không? Bưởi đơn hùng rồi là chè, phú thọ. Bún đậu mắm tôm ạ. Ôi giời ơi. Thực sự thì sinh sống ở Phú Thọ thì em thấy là món ăn gì ở Phú Thọ cũng ngon. Thế nhưng mà em thấy có một món ăn mà từ ngày xưa đến giờ em vẫn rất là thích từ nhỏ đến giờ. Đó chính là món rau sắn kho với cá. Cực kỳ thuyết phục. Em ở đây nhưng mà em rất thích ăn bún đậu mắm tôm nên là em muốn hỏi cái ăn bún đậu mắm tôm. Thú vị á. Cái này nó khó nói lắm anh, phải ăn mới biết được. Càng ăn càng nghiện. Thịt chua. Chó thịt chua. Chó là mấy món nhỉ? Thịt chó là nhiều món, luộc, nướng, xào, giả cây. Tại vì cái thứ nhất là đầu tiên người ta khi mà ngửi vào mắm tôm thì người ta sẽ không cảm tình. Nhưng mà một khi người ta ăn vào rồi thì người ta sẽ trải nghiệm được cái cảm giác ngon. Nghe có vẻ sành sỏi quá nhỉ? Chật chẹp đấy, già gì đấy. Thịt chó anh ạ. Thịt chó à? Vâng. Thịt chó là một nét đẹp Việt Nam, là món ăn cần người dân Việt Nam. Thôi, mày đừng có bộ.